tôi phải mời đến đây chuyên gia để có cái cơ sở định đoạt cái khả năng của bạn một cách chuẩn mực nhất. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký của Hội Sư học Việt Nam, Giáo sư Dương Trung Quốc. Dạ, trước tiên thì chắc là xin mời thầy chia sẻ vài cái suy nghĩ của mình khi thầy nhận lời tham gia chương trình này ạ. Xin mời. Phải nói là khi nhận lời thì rất phấn khởi vì thấy có bạn đồng nghiệp trẻ của mình có tài năng, không có trí nhớ thì rất là khó học sự. Vì thế hôm nay biết được có một bạn có một cái năng lực như thế, mình rất mừng. Đúng, kế thừa rất nhiều bạn này á là học mà mình hiểu để mình suy luận chứ không phải chỉ đơn giản là ghi nhớ. Hiện giờ những cái gì mà mình nghe nó đều là suy nghĩ rất là cảm quan và có phần nào đó chủ quan trong đó. Và như bạn nói thì cái quá trình bạn ấy tìm hiểu về lịch sử là từ năm 2012, tức là 7 năm, một cái mốc thời gian không hề nhỏ để mà khi bạn say mê một cái vấn đề gì đó bạn tìm hiểu vấn đề đó. Có nghĩa là theo em hiện nay ít nhất bạn có một cái vốn kiến thức. Cái vốn rất nó dày đủ để mà lấy ra rồi để mà có thể gọi là thử thách trong cái khiêu chiến lần này. Một lát nữa tôi sẽ làm cho em tâm phục khẩu phục. Em đang trong đời điều đó. Ok, em thế thì trong đời. Cũng sẽ có cái phần bonus cơm thêm. Theo đánh giá về góc độ nghiên cứu khoa học của thầy thì thầy cho rằng cái thử thách này độ khó nó là bao nhiêu? Tôi cho đây là lĩnh vực không đơn giản thế nào. Nhất là các bạn có nghĩ 7 năm đã là dài, nhưng 7 năm còn rất là nhỏ bé so với cả cái kho kiến thức của nhân loại. Vì thế mà tôi muốn đánh giá là rất cao, tối đa. Tuy nhiên tôi cũng rất chia sẻ với Tóc Tiên cho bớt đi một chút. Chính lại là một thử thách còn lớn hơn. Vậy là thầy cũng 4 điểm phải không ạ? Không, tôi lấy 5 điểm. Nhưng tôi chia sẻ với Tóc Tiên. Chia sẻ thôi, sẽ mẫu hoặc kép. Thử thách này nó không chỉ đơn giản là nhớ 1.000 cái mốc lịch sử. Thì đấy là một cái điều mà rất là khó. Thực ra là cái trí nhớ dài hạn của chúng ta ấy, thì chúng ta có thể nghĩ rằng là một khi đã học một cái kiến thức gì đấy thì nó lưu lại ở đâu đấy trong não. Nhưng mà nó giống như là thả một giọt nước vào trong đại dương, và chúng ta có thể truy xuất lại được đúng cái đơn vị kiến thức đấy ra và để đưa ra một cách chính xác hay không? Dạ, được. Được luôn không? Được. Tôi chưa kịp gì cho mà nói được luôn kìa. Tôi ghét cái cách tự tin của em quá thiệt chứ. Nếu em nói được thì em phải làm cho được. Quân tử nhất ngôn. Bây giờ em khè tôi phải không? Rồi, vậy thì xin mời bạn. Bây giờ mình chỉ có khả năng nhớ được những cái mốc, ví dụ như chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai, đúng không? Là quá quá mất. Chiến tranh Việt Nam, chiến tranh này, chiến tranh kia, có thứ này kia, nếu mà xét về chiến tranh. Đây nó có cả những cái nha. Lúc mà em thi sử á thì em như vậy nè, trong đoạn văn đúng không? Đoạn học em cũng áp dụng ghi nhớ, nhưng mà ví dụ như em sẽ viết 5 câu mà là 5 key, có nghĩa là 5 câu keyword về mặt ý nghĩa, thì mỗi đầu dòng của những cái câu đó em sẽ liên kết lại với nhau để thành một câu chuyện. Là 5 thôi nha. 1.000. Anh có biết là cái ví dụ như là khi chỉ có một cái hiện tượng là người ta có thể nhớ bất kỳ một cái gì, trừ khi là hai cái não, hai thì trái và thì phải nó dập vào nhau. Nó là nó không có do cái thể trai, tức là rồi. Cái khớp nối giữa hai cái bán nó cầu hai bán cầu não. Đó. Nếu mà thường là cái trí nhớ thôi. Này là cái hippocamp, tức là cái hồi hải mã ở trong não, thì cái khối, cái trọng lượng của cái khối đó bao giờ cũng là lớn hơn đấy, là về mặt thần kinh học. Thế còn là cái thể trai nó nối hai cái bán cầu đại não này, nếu mà gọi là cái sự tiếp cái độ tiếp xúc giữa hai cái bán cầu đại não mà nó càng lớn thì là cái sự liên kết giữa một bên là tư duy về mặt lý trí. Đúng và rồi, một bên là về mặt tư duy về cảm xúc, tại vì là cảm xúc và tưởng tượng, tức là nhớ này nếu mà nó cứ liên kết rất là chặt với cả cái cảm xúc hoặc là những cái sự kiện gì mà gợi cho mình các cái cảm giác mà rất là mạnh thì bao giờ chúng ta cũng sẽ nhớ lâu. Anh nhớ là nếu mà cái rảnh đó mà giống như là coi như là nó mất luôn, coi như là mình merge lại thì là cái người đó giống như là yêu quái luôn rồi, chứ không còn là người thường. Nhưng mà vậy chắc sống mệt lắm á anh, cả cái gì cũng nhớ á. À, có một cái bệnh, nếu mà ở trong y học thì có một cái bệnh là không thể quên được đó. Và họ sẽ cảm thấy rất là đau khổ, giống như là sống ở trong một cái thế giới song song, cùng sống ở hiện tại, nhưng mà luôn luôn có một cái màn ảnh nhỏ là những cái ký ức ở quá khứ là nó cứ diễn ra. Tức là nó vẫn bị ảnh hưởng. Nó vẫn bị ảnh hưởng. Đối với những người nhớ không quên được thì kể cả là những cái sự kiện đau buồn họ muốn quên đi. Đúng. Họ không thể quên được. Họ không quên được. Và dù là họ muốn, cứ như là nghĩa là họ nhớ từng cái chi tiết rất rất nhỏ. Bé nó thấy rất là đam mê với sử, nó mới tìm tới sử từ lúc nó mới lớp 7 tuổi tới bây giờ. Họ nghĩ là kiểu như là mình
Nó phải say. Say, say đó. Mời qua trang tiếp theo. Trình độ này đúng là kiểu dạng như dị nhân. Nó tư duy nó không giống bình thường. Siêu trí tuệ Việt Nam 20 giờ từ ngày 26 tháng 10 trên kênh Vi Giải Trí.